Kính chào quý vị khán giả. Ấn tượng mạnh tại triển lãm hàng không quốc tế năm nay là số lượng đơn hàng mua tàu bay mới. Từ mặt trời 24 giờ của Italia có bài máy bay đơn hàng bùng nổ sau khủng hoảng. Số lượng máy bay phản lực sẽ tăng gấp đôi sau 20 năm. Bài báo viết, tất cả các đơn hàng không chỉ nhằm đổi mới đội bay hiện có, mà còn liên quan đến các chiến lược đầy tham vọng của các hãng hàng không, cũng như nhu cầu mua tàu bay đời mới có độ phát thải thấp. Tờ báo nhận thấy thị trường lúc này vẫn sôi động nhất là với dòng tàu bay tầm trung 76% các đơn hàng liên quan tới dòng tàu bay thân hẹp như là Airbus A320neo hoặc là Boeing 737 MAX, 18% thân rộng bay đường dài, 4% phản lực tầm gần và 2% chuyên chở hàng hóa. Các hãng sản xuất máy bay đang phải vận hành hết công suất mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Tờ Tây Pháp cho biết Airbus sẽ phải bàn giao cho các hãng hàng không 7.200 tàu bay trong những năm tới. Riêng trong năm nay phải giao 720 chiếc tức là trung bình mỗi ngày phải xuất xưởng hai tàu bay chở khách. Đó là chưa kể những đơn hàng vừa ký thêm trong tuần vừa rồi tại triển lãm hàng không quốc tế Paris. Vận tải hành khách theo đường hàng không đã tăng gần bằng mức trước đại dịch. Máy bay đã đặt mua, chưa kịp giao. Nhiều hãng hàng không châu Âu đã phải kéo dài thời hạn sử dụng tàu bay hiện có hoặc là quay lại với dòng A380, loại tàu bay khổng lồ 2 tầng có thể chở được 853 hành khách. Tờ Donald Zeitung ra tại Đức có bài viết về hãng Lufthansa hôm đầu tháng 6 vừa rồi đã hồi sinh một chiếc A380 để sử dụng cho đường bay xuyên Đại Tây Dương. Sau đó một tháng thêm một chiếc nữa cũng cho đường bay tới Mỹ. Hãng hàng không Đức ước tính hồi sinh A380 thì sẽ bán thêm được khoảng 50.000 vé máy bay nữa chỉ trong mùa hè này. Triển lãm hàng không quốc tế Paris năm nay ký được nhiều đơn hàng còn do doanh thu của các hãng hàng không đang phục hồi mạnh mẽ. Tờ La Bonagardia của Tây Ban Nha có bài Các hãng hàng không thế giới sẽ kiếm được hơn 9 tỷ euro lợi nhuận dòng riêng trong năm nay. Bài báo viết giá vé máy bay đắt hơn nhiều, đồng thời chi phí đang giảm bớt nhờ giá nhiên liệu đang ở mức vừa phải, đang giúp các hãng cải thiện khả năng sinh lời sau 3 năm thua lỗ nhiều tỷ. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế ước tính có tới hơn 4 tỷ người sẽ di chuyển bằng máy bay riêng trong năm nay, một con số lạc quan thúc đẩy thị trường tàu bay thêm sôi động đó là một số bài trên báo chí châu âu nhân triển lãm hàng không quốc tế paris lê hồng quang phóng viên truyền hình việt nam từ cộng hòa pháp